Các bạn đang xem video trên kênh Thị trường ô tô xe máy. Honda Click 2019 nhập Thái ồ ạt đổ bộ Việt Nam, giá cao nhất tới 89 triệu đồng. Honda Click 2019 chỉ thay đổi về màu sắc, có hai biến thể 125 và 150 và được đưa về nước thông qua đại lý nhập khẩu tư nhân. Một số đại lý nhập khẩu tư nhân tại thành phố Hồ Chí Minh thông báo Honda Click 2019 đã về tới Việt Nam với hai biến thể 125 và 150, có giá bán lần lượt là 65 triệu đồng và 89 triệu đồng. Ở thời điểm mới về nước, giá bán 150 đời 2019 lên tới 93 triệu đồng, xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Tại Thái Lan, Honda Click 2019 có giá bán lẻ đề xuất là 51.000 cho đến 54.000 bạt cho bản 125, tương đương 39,1 cho đến 41,4 triệu đồng. Còn bản 150 có giá bán 60.700 bạt, tương đương 46,6 triệu đồng. Khi về Việt Nam, xe phải chịu thêm nhiều loại thuế phí, khiến cho giá tới tay người tiêu dùng bị đội lên. Trong khi đó, Honda Vario tại Việt Nam có giá bán từ 42 triệu đồng đối với bản 125 và 51 triệu đồng cho bản 150. Giá xe có thể thay đổi tùy theo màu sắc. Có thể thấy, giá xe Click tại Thái Lan ngang ngửa với Vario tại Việt Nam, dù đã chịu thêm nhiều loại thuế phí. Tuy nhiên, giới chơi xe cho rằng chất lượng xe nhập Thái Lan luôn luôn tốt hơn xe nhập từ Indonesia. Honda Click thực chất là Honda Vario, chỉ khác về cách đặt tên. Ở phiên bản mới, xe không nâng cấp về mặt kỹ thuật mà chỉ thay đổi về màu sắc. Đáng chú ý nhất là hai màu cam trắng và cam đen ở biến thể 150. Honda Click là mẫu xe tay ga bán chạy nhất tại thị trường Thái Lan. Một số công nghệ nổi bật trên mẫu xe tay ga Nhật Bản bao gồm có đèn pha LED, đồng hồ full LCD và chìa khóa thông minh Smart Key. Bản 125 trang bị động cơ xi lanh đơn SOHC công suất 11,2 mã lực tại 8.500 vòng phút và mô men xoắn cực đại 11,16 Nm tại 6.500 vòng phút. Trong khi bản 150 được dùng động cơ xi lanh đơn SOHC cho công suất 13,1 mã lực tại 8.500 vòng phút và mô men xoắn 13,4 Nm tại 5.000 vòng phút. Các bạn đang xem video trên kênh Thị trường ô tô xe máy. Chúng tôi luôn đem đến cho các bạn những thông tin bổ ích và lý thú với hình ảnh minh họa sắc nét và đẹp mắt. Các bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ bài để kênh được phát triển hơn nữa. Chúc các bạn lái xe an toàn, vui trẻ, hạnh phúc và thành công.